Trời ơi, tin được không? Chỉ với một tháng xí xì thôi mà người ta không biết gì về 3D mà người ta có thể vẽ được như này. Chưa tin đúng không? Vậy thì theo chân mình đi gặp bạn Đức Trần xem như thế nào. Anh có thể cho em một xíu thời gian để phỏng vấn anh được không ạ? Ừ, được, ok em. Có phải là hơn một tháng rồi là anh đã vẽ xong cái nhân vật này không ạ? Chính xác. Con nhân vật này anh vẽ trong vòng hơn một tháng và ngày nào anh cũng vẽ. Trời ơi, chưa? Nghe chưa? Em thấy có rất là nhiều bạn nói rằng là vẽ 3D là cần phải biết vẽ tay. Vậy là trước đó là anh có biết vẽ tay hay không? Với lại là anh nghĩ sao về cái vấn đề là phải biết vẽ tay thì mới có thể học được 3D ạ? Trước đó thì anh cũng chỉ biết sơ sơ và vẽ sơ sơ chút thông qua hầu như anh tự học thôi. Vấn đề mà biết vẽ 2D mà phải biết vẽ tay thì anh nghĩ là không cần thiết. Vẽ 3D sơ sơ thì công cụ trên này nó cũng có những công cụ hỗ trợ mình so với vẽ tay. Thì ví dụ như dạng undo chẳng hạn, thì vẽ tay mình undo thì thay vì trên máy thì mình có thể bấm Ctrl Z được, còn trên giấy thì mình không thể. Nên là anh thấy không cần thiết đâu. Mình cứ chăm chỉ, mình luyện kỹ là theo như giáo trình của anh mình cũng sẽ vẽ đẹp thôi. Thì em thấy là thường các bạn sẽ phải vẽ tầm khoảng 2 tháng hoặc hơn 2 tháng. Mà em thấy anh thì tầm 1 tháng thôi là anh đã có thể vẽ được xong nhân vật. Anh có thể có chia sẻ cho em bí quyết được không ạ? Thì bí quyết của anh đơn giản lắm. Tại vì ngay từ đầu đi học là anh xác định là đi học như kiểu đi làm ấy. Nên là ngày nào anh cũng sẽ tới để anh luyện. Và mục đích của anh là học xong cũng sẽ để đi làm, với cả để mình làm được việc trong ngành game này á. Anh học trên lớp này thì cũng được các bạn hỗ trợ này, rồi thì anh Hưng cũng hỗ trợ, rồi các anh trợ giảng hỗ trợ liên tục, nên là bất cứ cái gì thắc mắc là anh sẽ hỏi các anh ấy để các anh giải đáp ngay lập tức, thì anh có thể sửa bài. Nên từ những cái mà anh sửa đấy thì nó sẽ bớt sai đi những cái sau nữa. Còn nếu mà như học online ấy, thì mình sẽ phải hoàn thành xong một cái bước nào đấy thì mình mới được sửa bài, thì nó sẽ bị sai nhiều hơn là so với mình học trực tiếp á. Nên là anh học trực tiếp với cả ngày nào anh cũng học á. Vâng, vậy là do sự chăm chỉ của anh và do mọi người hỗ trợ nhiệt tình nữa ha. Đúng rồi. Thì bây giờ anh đang chuẩn bị vẽ con thứ hai đúng không? Thì anh sắp tới là anh sẽ vẽ nhân vật nào vậy ạ? Chính xác, sắp tới thì anh sẽ vẽ nhân vật Green Goblin á. Nhân vật ở trong phim của Marvel dựa theo cái diễn viên default. Chỉ cần các bạn có đam mê vẽ, đam mê kiếm tiền thì ở đây chúng mình có trang thiết bị hiện đại, có bài học vô cùng chi tiết và sự hướng dẫn vô cùng là tận tình của các anh chị ở đây thì không có gì là khó cả.